ករណីហិង្សាលើភ្លើងភេទបានសម្លាប់និងធ្វើបាបជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកពេញប្រទេសតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏តុលាការខ្មែរក្រហមដែលសັບថ្ងៃជាតុលាការតែមួយគត់ដោះស្រាយលើអក្រិតកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមិនបានបញ្ចូលករណីនេះក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនឡើយក្នុងគោលបំណងបំពេញភាពខ្វះខាតដែលតុលាការនេះមិនអាចផ្តល់ឲ្យជនរងគ្រោះបានអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានបង្កើតវេទិកាមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យជន
dương cái thà bớt sinh chỉ quan để dây chân màu hơi dương bàn thu ở quạt thu số bảy ai cả là dứt pleasure ở bạc quạt trở bàn dương từ ở khnía từ thu score thà nước không robot nâng bật chỉ miền bờ hàng xa chẳng mấy hay dương từ ở khnía miền cả cho rùm chấm này từ thu score nước cả chui chập robot quạt cái vợ bắp của nhóm hơi đang cái tàu ná chẳng hay nẹn tàu mũi nhóm còn đang tàu ná rồi nhóm vì đang vì lại na lúc vui vì cắt phế chợ đau đau mình to bị dương bàn từ tour cả confirm an bị phần nào cái nào bị như chạy theo chỗ room hơi thằng mai thằng bỏ tí dương từ nghĩa từ rồi chụp chun rong cru rực sa say làm bài giải quạt cho rùm nơi khung cảnh vị thị này cứ dừng rực bàn pram nè nơi khung nông miền sệt đầy buồn nè bỏ ra mà nè chỉ sa say toal nè hay nơi chỉ chun rong cru toal hay dừng miền cảnh vị thị để chụp quạt nơi ai phun quạt nơi ai tiệt quạt làm bài sôm phe sôm cà thì nha sôm cà yul prom bị quạt hay bình yul quạt ở yul thả dừng thua ấy khá quạt nâng trở thua ấy khá ở quạt dùl bì hai phòl tầng ổn nông bàn dương xung phía quạt bà tại mình mên tầng dương mình mên tâm tay tầng xong quạt nâng bình ấy dương bàn xong quạt bì môn rùi mà đòn hài quạt dùl rùi mà đòn hài hay dương tầng mà tốt bì lời quạt kết ở bụi quạt kết bụi quạt ác phát bắt đầu cầm đất nâng bình ná có bàn này quạt nâng tầng bạc mùi dương chân dương tệ tương từ quạt xa chứ thầm mây quạt nơi tài xa mạng chân nị dây rừng nâng đỏ đài bạn này thật ở quạt đăng thật quạt nị dây chỉ xa thiệt là nạ rừng rồi bỏ quạt nị dây chỉ xa thiệt là nạ chân quạt xa mạng chật quạt bên chật rừng ca nị dây mình sẽ đầy khá hàn nông ca nị dây nụ cổ ọt hai dương bạn bạp thật quạt thà ai miền nhiều bỏ lạc tê ai miền ấy cho rùm chả hàn chẳng chân mà rừng mùi tiết dương bạp thật quạt thà quạt ai có rõn tài nị dây chỉ tài xâm đấy máu quạt ai lẽ tạ xin nhiên là bảo chú mua quạt ấy bàn tại cửa lò mà ní dương bàn đằng cả xe mạng chất bảo quạt xe mạng chất nị dây tè mà đỏ quạt bạch thả lẽ đi quạt thơ quạt chọn nị dây ở kỹ đằng chân dương bàn tựa bỏ nó miền dàng được chứ này học sĩ cái đây mà quên ca nị dây bảo quạt cứ ca nị dây để xe mạng chất ở miền ca bằng khẩn bằng khóm tế hay quạt trở tự dụ rương tầng ọt nâng hay dương bạc chùm hoa thạc quát miên ọc ca đọc luôn nơ màu nà có màn này cạn này hăng sạp lợp phết nơ xa lạc đầy khám ai có hóm miên tài rương ca bằng khóm là riêng ca mùi tì để tù lạc ca dô màu bì chà rà nà hay dương ca mình đăng thả ta viết nà quát chữ đăng mình đăng rọt bảo vệ ni nơ khôn rương bằng khóm là riêng ca nô đâm nà ca tơ mục tiết dàng nà nó rương tì mùi chùm bùa rương đài cạn này rùm lộp xem xem tiết ตระกาบานจบมาพิจารณาดอสไลจังให้บานยื่นทัวร์ชีวิติการอีกแล้วแก่วิติการสำเร็จการเปิดนำไปสตรายในขนมระบอบขมายกระห้องในไฮ ขนมเนียมเนี่ยสไลจีจนรงกรมเนี่ยได้ใส่ซาลปีระบอบขมายกระห้องลงกะในเรื่องรุมลม hay nông phẩm lạp nắng thả táo miên cặp tao với khá đại chủng rôn oi nhạc sầy hiên nì dây rương bất đại nhạc sầy không prăng lẹ không prăng cách ở dạy bè chất xam tập chân nam mộ hai hay nhạc bè nế nhạc sầy hiên nì dây nực nông bê tì cát ngay nì đi chế chạy bạp đi chế chạy bạp đại khá nhóm ai hiên nì dây nhóm thường khẩm thả chạy bạp nâng con trô khá nhóm chạy bạp nâng rộp cho tịch thổ khá nhóm chạy bạp nâng chui lực tực chặt nè chôn rong cru các đạo vị chấp bắp khi nhom ăn như vậy các nông chấp bắp có khi nhom như vậy ta nè nam vui được nhom tục chặt để nhom hiện như vậy cả bật ở khi nhom thấy nhom sôm gì sôm đam nhà tơ ăn cao bị phục lục thà riêng đi chơi riêng bật sôm lục mới ta tự tu cho con nâng chui
Tuân rong cô đôi chị rút nhóm rút nấu trăng bị kê bị ca chân châm cháu. Rút dạng về tình yêu bằng Phật. Cảm ơn chị bạp. Chọc đó tên nên cái nhóm. Chúi lực tức chất, chúi đó tức chất. Và hôn đó nên cái nhóm ở chất. Hiên đi tự đàn cả Phật. Bà cái nhóm lẹ cả Phật. Ông ca cao đi rõ ra bị bà quát mình bàn đăng. Rước mây khẩn cao có quát mình bàn đăng ca bệnh. Nó có nông rộ bọp nụ. Vì sao hào bàn nà. Chà, xong ổng con nẹ sợi. Chà, nẹ sợi dô dàng nà đáy chung phô. Nẹ đại bật bật ổng phơ ạc rõ chung phô nẹ sợi. Bà nẹ nụ rô riêng miên chì vật. Bà nẹ nụ rô riêng miên chì vật. Hay cứ có nhóm chì quát bà. Cái nhóm nâng. Chùm riêng đó chì bạp. Ô chì bạp. Chạp mọc đàn tiên tù. Nó ổng phở đại về bật rừng một lời cái nhóm. Và chụp áp ở cái nhóm xâm lạp, có cái nhóm hiên xâm lạp đấy nhạc rùm. Chà, xong ổng phôn. Cái bếp đại nhạc xây tổ tùa rộng, nâng ca chạp rùm lộp hay xâm lạp. Bọn tay xâm nàng là ổng nhạc xây bán rộp riêng biên chì vật. Chà. Nhóm cháu chúm được xuất hợp ta bánh nhà hà sốc phiếp lâu cái nẹ sầy. Rồi hốt đọc bạch bón ta nẹ sầy miệng bắn xoay tục ấy khá. Chà, khá nông khôn nhóm sọc ngay nên khá nhóm chư. Các bà là khá nhóm chư. Bầu khá nhóm chư các bà là phần này khá nhóm lang chiêm đừng ạ. Hãy đầy khá nhóm đến vì tròn rực nâng khá nhóm chư và tam nâng. Hãy phơi khá nhóm hay khôn khá nhóm đến vì thơ nâng khá nông khôn. Khôn khá nhóm nâng bở trời ngay na chư chư xong cơ bật mạng nạn. Hãy bỏ trời ngày nào đến vì chú về chú kháng tới cứ nhóm bọt trường ấy chẳng mà hò tới nóng chanh sạch tạch chiêm hay nâng tố. Chá khá nông khôn nhóm dọc ngay nhóm chư. Tuấn chia xa xa bởi ấy tê. Chá xong ổng khốn chá. Khá nông niêm nẹ sẽ chơi chôn rộng cửa để rô riêng biên chí vật. Sau lý bí ca rùm lộp nâng xâm lạc khá nông rộ bọc mai và hóm. Tá nẹ sẽ miên xâm lòng bò vây khá ná. Tất cả sẽ là cái đây ngày của hôm đã cầm phong đã đồng nào cả nó về đi. Chà cứ khi nhóm xâm nông bơ sẽ là cái đây ngày của hôm cứ khi nhóm để chuẩn là mơ thơ mò lơ rút khi nhóm cái đây mà lơ nợ rộng cửa tầng ọc nha đôi khi nhóm cái đây cầm áo rút khu nói sao. Chà xong ọc cốn chắc chúm bố rây rọt thà bị báo ta nhạc xây xâm nông bơ vậy khá lạc. Rây rọt thà bị báo cứ khi nhóm xâm nông bơ ao chui chuẩn rong cua cầm ao miên ông pơ nâng to từng một tiết. Chị bần to đợt tiết nhé nhóm chóng xua nẹ sẽ tẹt tông tờ nâng bánh hạ phá lời chất đồ bọ nẹ sẽ bố nẹ sẽ bán khơi như rương rừng thốt đo tập tiết đòn chẳng. Ta nâng phê đại nẹ sẽ bán chụp rương bạc đi nẹ sẽ mẹ rong dàng mạch đáy. Nhóm mẹ nà răm ta khá la chấm rong nẹ sẽ cứ khá la chì tì vâng phát khơi mà nụ trâu. Nhóm khá la chấm mẹn ta ở lần này nhóm rung sai khá la chấm ra được hai chữ xam xa phía rơi hai chụp rừng bờ rơ. Chúc nhạc sĩ miên chấm phút cùng đất nhạc sĩ tòa. Nhạc sĩ vô dàng nàng ái chấm phút nhạc bật bật. Nhạc bật bật ấy cứ xa hai khô khơi chi tiên bằng Phật. Mà nục miên khô. Bằng cao đôi xa hai bây xây đâu bây kì bật tâm bàn thế nhạc sĩ nha. ខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេស្ត្រីគឺជាមេដារបស់មនុស្សគ្រប់នៅលើលោកនេះទាំងបុរសទាំងស្ត្រីខ្ញុំសូមអង្វរឲ្យអង្វរទៀតកុំប្រព្រឹត្តឲ្យសោះនៅអំពើអាហភាពអំពើជួងខ្នងបែបនេះខ្ញុំមើលនឹងភ្នែកខ្ញុំឃើញសាហាវជាងសត្វសាហាវជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គួរពិចារណាថាបើគេធ្វើបាបមកលើរូបយើងម៉ែយើងប្អូនយើងតើយើងចុកចាប់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះនាំគ្នាពួតដៃគ្នាឡើងលុបបំបត្តិ
tiếng bỏ rớt tiếng sát trái bà bỏ rớt rất ta bị say từ tiệt hơi tôm ở lục từng ở chưa chết lừa khuôn anh hỏi chui đỏ chuôn rồng cua bà khơi nhau hơi nơi lại nát tu à tại tại cao lục bay cho bọn cái đây từ nhà cô từ cao cái đây cứ tôm buốt đây cái này chui trong mưa tàu vượt chư chấp na chọc chấp na vượt chư xa na. I'm now going to also ask, invite to the podium as a witness, an expert witness, Silke Studinski, who is the one of the lawyers who's been working with the civil parties, trying in some cases to bring these cases forward to the ECCC. At the ECCC, we have only senior leaders and most responsible who can be prosecuted. So that means those, the perpetrators on the ground, whom you, who testified here, identified, these perpetrators, immediate perpetrators, cannot be prosecuted in this court. Which means that the cases that we have heard today of civil parties, Ms. Liang Korn and Ms. Nit Savun, these cases would not be part of this investigation or would not be part of this trial because they're not linked to one of the security centers. They occurred elsewhere but not in these centers. So they are from this point already excluded from the agenda of the court. Well, today the panel recommended to ECCC to include the crimes of Khmer Rouge of sexual violence within their mandate. So we hope to see that ECCC will take up this crime of sexual violence in the court proceedings. If that is not realized, then I think the international community, like the United Nations, Office of Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence During Conflict to take up the issue and create a venue, a mechanism to deal with this crime of sexual violence against women in Cambodia during Khmer Rouge period. This is a historic moment for the women who lived under the regime of the Khmer Rouge. I think it's a critical moment because it allows their voices to be heard for the first time. It allows people to understand exactly the depths of depravity, the atrocities that actually went on, and it gives the victims a voice, a way to really express themselves and for them to come to terms with some of the terrible, terrible crimes that were actually committed against them. Oftentimes, these kinds of issues are silent. I mean, we find that it is now that the stories are emerging. We're talking, you know, over 30 years. And for the first time, it is really a shame that it's only for the first time we're hearing their voices. But it's a historic moment, and I'm so pleased that these women have come together and have now made sure that history understands exactly what happened to them.